Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới trang mạng twitter với ông elon musk và một trong những cái biến cố mới xảy ra quý vị trong ngày hôm qua thì ông elon musk đã đưa ra một cái quyết định là ông đã cho phục hồi một số những cái chương mục của những ký giả mà đã bị ổng à, 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 gọi là đóng lại tài cái chương mục của họ và sau đó thì ổng đã đưa ra một cái chính sách mới trong đó là ổng cấm tất cả những người sử dụng không để liên tất cả những cái trang mạng xã hội cạnh tranh với Twitter và quý vị ngay sau khi đưa ra cái việc này thì ổng đã đụng độ với nhiều người ủng hộ ổng ngay trên trang mạng Twitter và cuối cùng ổng đã đưa ra một cái uh, cuộc thăm dò mới là liệu ổng có nên từ chức trong vai trò lãnh đạo công ty Twitter hay không thì bất ngờ quý vị 57.5% đồng ý là ông Elon Musk nên từ chức là lãnh đạo công ty Twitter. Ok quý vị, trong cái bản tin mới nhất mà tôi có ngày hôm nay là trong cái cuộc thăm dò do chính ổng đưa ra 57.5% muốn ổng bước ra khỏi chức lãnh đạo của công ty Twitter. Trên phân nửa trong tổng số 17.5 triệu người đã đáp ứng cái cuộc thăm dò của ông Elon Musk là có nên rời khỏi chức lãnh đạo công ty Twitter và họ đã vote yes trong cái cuộc thăm dò đóng lại vào ngày thứ hai và vẫn chưa có sự loan báo của công ty Twitter hay ông Musk là khi nào chuyện này xảy ra. Tuy nhiên ông nói rằng ông thể sẽ đáp ứng cái lời kết quả này và cuối cùng thì kết quả 57.5% ủng hộ ông Rời khỏi chức lãnh đạo Và cái phía mà phản đối thì 42.5% ông mết đã có sự đụng độ với các người sử dụng trong hàng loạt các mặt trận trong ngày chủ nhật khi mà ông yêu cầu những người sử dụng twitter là quyết định là ông ta ông nên tiếp tục đứng đã đứng đầu trong cái công ty mạng xã hội này và khi mà ông có một loạt những cái lỗi lầm ông nói rằng là đã giới hạn cái quyền tự do ngôn luận khi ngăn cấm một số những cái trang mạng đối thủ trong đó thì ông đã ra lệnh là facebook instagram và mastodon và một số những cái platform khác là không được để trên twitter và bị cấm hoàn toàn và trong cái quyết định mới nhất thì trong đó bao gồm luôn việc mà tân chủ tịch của công ty twitter này ông mết cam kết rằng ông sẽ không đưa ra bất kỳ một cái chính sách nào thay đổi mà không có sự thăm dò của người sử dụng và hành động ngăn chặn một số những cái đối thủ cạnh tranh là cái hành động mới nhất mà ông cho rằng là đã có cái hành động xe ra tất cả những cái chuyến bay của cái chiếc máy bay cá nhân của ông và trang này bao gồm họ đã đóng lại với Facebook, Instagram và các cái đối thủ gồm có Mastodon, Tribal, Not Post và kể cả trang của ông Trump là True Social cũng bị cấm luôn quý vị và bên cạnh đó các trang khác gồm có Parler, TikTok và LinkedIn cũng bị và Twitter cho biết là họ sẽ tạm thời ngưng lại tất cả những cái chương mục nào mà những cái website mà có cái profile tức là có cái hồ sơ mà có liên quan tới những cái công ty gọi là đối thủ của ông và À, trong ngày thứ năm thì ông cho biết rằng là à, trong đó thì bao gồm luôn cả một à, nhân vật ủng hộ cho cái vấn đề gọi là tư bản là Paul Graham. À, trong tuần trước đã ca ngợi ông à, Mertz trong cái ngày Chủ nhật khi mà nói rằng 1.5 triệu à, follower đã đưa ra cái à, cái hành động và đã phải đi kiếm ông này trên cái trang Mastodon Và trong đó thì quý vị rất nhiều những cái à, tin liên quan tới ngày hôm qua thì quý vị... Elon Musk lại tiếp tục gây ra sự à, sôi nổi trên mạng Twitter khi mà ông đã đưa ra một số quyết định và rút lại những quyết định đó một cách bất chợt và điều này cho thấy nhiều người đã phải lao theo ông, ông Elon Musk và cũng không biết ông muốn gì quý vị trước đó thì ông đã lên tiếng ông nói chỉ ông dùng chữ Doxing tức là những người này đã cố tình à, nhấn mạnh tới cái à, địa điểm chiếc máy bay chở riêng của ông hay là gia đình của ông vị trí của ông ở chỗ nào thì họ share những cái trang này gọi nó gọi là à, nó xác định về cái vị trí của ông. Cái này là do một uh, Twitter đã từng đã uh, tạo ra cái um, cái trang thì gọi là tracking này để mà biết được Elon Musk ở chỗ nào. Thì quý vị, <laughs> trước đó Elon Musk đã tuyên bố là ông đã từng bị đe dọa về sinh mạng. Do đó, tất cả những cái gì mà liên quan tới cái chuyến bay của ông hay là xác định cái chỗ ở của ông hay gia đình của ông đều bị cấm và các nhà báo của các tờ báo cánh tả mà bị ông uh, uh, cho đóng lại cái chương mục đó quý vị họ đã xe hoặc họ đã nhắc nhở tới cái vị trí đó khiến cho ông phải cấm và ngay sau khi ông cấm thì quý vị họ đã có sự phản ứng và đồng minh của họ đã có sự phản ứng và chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng ông đã mở trở lại tất cả những chương mục này rồi quý vị ngày hôm qua thì ông lại tiếp tục cho buộc tất cả những người sử dụng là không nên xe và cấm hẳn luôn là những ai share sẽ bị block là share những cái trang của Facebook, Instagram hay là một số những cái trang mạng xã hội khác mà ổng nói rằng là đối thủ của công ty Twitter. Và quý vị, ngay sau đó thì người ta phản ứng khá mạnh. Tại vì có nhiều người họ share những cái trang của họ ở trên những cái trang mạng xã hội khác thì cũng bị cấm luôn. Do đó thì có sự gọi là đụng độ giữa ổng với những trang mạng, những người sử dụng mà ủng hộ cho ổng. Và cuối cùng ổng đưa ra một cái cuộc thăm dò liệu ổng có nên từ chức trong vai trò lãnh đạo Twitter hay không thì bất ngờ 57.5% đồng ý quý vị thì điều này cho quý vị thấy là Elon Musk có vẻ như là đang làm việc với cái tính cách gọi là cảm xúc nhiều hơn là ông dựa trên cái tinh thần chuyên môn tuy nhiên cái hành động này hai mặt một đồng tiền có thể làm cho ông Elon Musk trở nên khó coi hơn một chút tuy nhiên thì order size ổng đã thành công trong việc mà lột mặt nạ của một số người trong đó, quý vị, cái người đầu tiên mà lên tiếng khi mà ông Elmer đã à, ban lệnh cấm với những chương mục của những ký giả người này chính là chủ tịch của Quỹ hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và ông này đã lên tiếng và nói rằng là à, có cái sự gọi là lo ngại về vấn đề quyền tự do báo chí đã bị à, à, giới hạn ở công ty Twitter và ông Elmer lên à, sau khi đó thì ông lên tiếng và ông nói rằng là ổng đã trả lại tất cả những cái chương mục này trước đó thì ổng cũng chưa bao giờ tự nhận mình là tổng giám đốc của công ty Tesla quý vị ổng vẫn muốn ổng ổng không muốn trở thành giám đốc của công ty này và ổng vẫn giữ ổng là một người kỹ sư của công ty này nhiều hơn thì quý vị đây là cái game của Elon Musk nhằm thứ nhất là đo lường cái là mức độ phản ứng của và những người follow ổng ở trên Twitter thứ hai là những người sử dụng Twitter và thứ ba là ổng sử dụng tất cả những cái uh, quyết định này đưa ra để mà lột mặt nạ một số những kẻ đạo đức giả và quý vị các mặt nạ đã rơi xuống các mặt nạ đã rơi xuống và một lát nữa tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy rõ là nó như thế nào tuy nhiên thì trong cái uh, game của ông element lần này thì rõ ràng quý vị twitter phải nói ra một trang mạng rất ảnh hưởng ông element đã khẳng định chiều này khi mà ổng đưa ra cái việc mà gọi là uh, đóng lại tất cả những cái chương mục của những ký giả thì thôi quý vị thấy là phản ứng của mọi người rất là lớn đối với lại cái hành động này mà họ gọi ổng là à, gọi là đàn áp quyền tự do báo chí trong khi đó thì quý vị cái chuyện mà trước đó trang này đã có những cái hành động bức hại đối với những nhà khoa học những bác sĩ và kể cả một số những ký giả thì không ai nói tới cả không ai nói tới cả nhưng khi ông elon musk làm thì lập tức là có sự lo ngại về tình trạng quyền tự do báo chí bị bức hại ngay. Mà người lên tiếng đầu tiên lại là chủ tịch của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nơi mà người ta đang thắc mắc là tại sao Trung Quốc trong thời gian vừa qua có rất nhiều những hành động bức hại về quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà chủ tịch của quy hội, tân chủ tịch của Quỹ hội nhân quyền là ông Thất, ông này là người thay thế cho bà Michelle Bachelet, đã lên tiếng ngay trong khi đó quý vị còn nhớ cái cuộc biểu tình của dân chúng Trung Quốc ở tại Trung Quốc đã rất là nhiều những cái à, cuộc biểu tình trên toàn cõi Trung Quốc thì quý vị chính công ty Apple đã xóa bỏ một số công cụ để giúp cho nhà nước cộng sản Trung Quốc kiểm soát cuộc biểu tình thì không thấy là ông chủ tịch của quỹ hội nhân quyền này lên tiếng gì hết công ty Apple đã xóa bỏ cái AirDrop một cái công cụ rất quan trọng lưu trữ hồ sơ và chuyển hồ sơ của Apple và đây là một cái công cụ rất quan trọng cho những người biểu tình ở Trung Quốc khi mà họ liên lạc và gửi những cái video clip những cái hình ảnh cho nhau về tình trạng biểu tình ở nhiều nơi Apple đã đáp ứng cái yêu cầu của Cộng sản Trung Quốc rút khỏi cái AirDrop ra khỏi cái trang Apple khiến cho những người biểu tình không thể liên lạc được với nhau thì quý vị Chủ tịch Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc im lặng một cách kỳ lạ nhưng Elon Musk vừa mới cấm cửa vài ký giả thôi Là ông này lật đật lên tiếng là là à, lo ngại về tình trạng bức hại quyền tự do báo chí Quý vị, vậy thì cái chủ tịch ủy hội nhân quyền 2 năm trước đây Bà Michelle Bachelet có đặt ra vấn đề lo ngại về tình trạng tổng thống đương kim của Hoa Kỳ bị đà, đóng tài đóng cái chương mục vĩnh viễn và một số những ký giả cánh hữu và kể cả bài báo của New York Post đã bị đóng đinh trên Twitter, trên Facebook và trên Google. Thì quý vị, rõ ràng ông Elmer đã lột được mặt nạ của cái đám đạo đức giả này. Mang danh là những cái đại diện và lãnh đạo của những cái tổ chức được xem là khẳng định quyền con người. Nhưng mà lại im lặng trong một cái vấn đề rất là kỳ lạ trong hai năm trước. Và trong suốt hai năm qua, các công ty mạng xã hội đã mượn danh nghĩa disinformation và misinformation để bức hại quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí của bao nhiêu người thì không thấy chủ tịch của quỹ hội Âu Châu, chủ tịch của quỹ hội nhân quyền hay là những kẻ mà tranh đấu cho nhân quyền ở Hoa Kỳ, kể cả Human Rights Watch lẫn International, Amnesty International không hề lên tiếng. Quý vị, đây chính là cái trò đạo đức giả của những kẻ nhân danh về nhân quyền. <laughs> Trong khi Elon Musk chỉ cần có một cái đợi, hành động nhỏ thôi trên trang mạng xã hội của riêng ông. Đây là cái trang tư nhân quý vị. Sau khi Elon Musk mua trang này, ông đã biến nó thành công ty tư nhân rồi. Không phải là công ty công cộng nữa. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Đám đạo đức giả này bị lột mặt nạ. Và câu hỏi thứ hai, Elon Musk muốn gì khi liên tục có những cái hành động được đưa ra? Quý vị tôi nghĩ rằng Elon có một cái chiến lược cái chiến lược thứ nhất là phải vạch rõ cho người ta thấy rõ cái sự gọi là thiên vị ở trong trang mạng Twitter thì quý vị trước khi mà Elon đưa ra những cái hành động này thì ở trong Twitter đã tung ra cái tập hồ sơ thứ sáu trong đó cho thấy FBI có sự cấu kết và uy hiếp đối với những trang mạng xã hội khi mà đưa tin về cái Covid-19 hay là về cái laptop của Hunter Biden, hay là một số những cái phát biểu của những nhân vật bảo thủ đã bị FBI lưu ý Twitter là phải đóng lại cái tweet này hoặc là phải um, ngăn cản không cho cái người này có mặt ở trên Twitter. Như vậy, tập hồ sơ của bà ký giả độc lập của từng là ký giả của tờ Rolling Stone là bà Mark Taibbi đã công bố và bà nhấn mạnh và bà kết luận là FBI đã thao túng. À, có hành động thao túng đối với mạng xã hội Quý vị, tập tài liệu này là tập tài liệu thứ 6 được tung ra. Thì tập tài liệu thứ 5 họ cho thấy rằng toàn bộ cái à, giới lãnh đạo và một à, nhiều nhân viên của Twitter đã tìm cách bịt miệng ông Trump bằng bất cứ lý do nào. Họ diễn dịch cái câu nói của ông Trump và họ tự ý cho rằng là à, đó là hành động à, và họ nói rằng là có cái khuynh hướng gây bạo động trong tương lai để họ chặn ông thì quý vị tin này được đưa ra Elon Musk đang có những cái những cái hành động được xem là khá bất thường. Cùng một lượt thì đài truyền hình New Smart TV cũng đưa tin là có thể công ty Facebook sẽ tháo gỡ cái lệnh cấm đối với cựu tổng thống Donald Trump. Có thể thôi quý vị, chưa biết được có hay không. Nhưng đồng loạt tất cả những cái này đưa ra, Elon Musk muốn gì? Câu trả lời của tôi, Elon Musk muốn có bằng chứng rõ ràng. Thứ nhất là hai mặt, mặt pháp lý và mặt dư luận để cho mọi người thấy rõ cái thái độ thiên vị của các công ty truyền thông xã hội Mà ông Element, ông chỉ có thể làm việc trong công ty Twitter bởi vì ông là chủ công ty Twitter Ông không thể đụng tới Facebook, ông không thể đụng tới Instagram hay là Google được Tuy nhiên, những công ty này đều có chính sách tương tự như là công ty Twitter Và thậm chí là họ còn gây gắt hơn cả công ty Twitter nữa quý vị Element muốn dùng cái này để làm một cái căn cứ pháp lý cho phía đảng Cộng Hòa có thể đưa ra những cái quỹ ban điều tra lại tất cả các công ty mạng xã hội Và điều Elon Musk muốn là một là tu chính cái session 230. Còn hai là xóa bỏ cái session 230 nằm trong đạo luật truyền thông năm 1996 để các công ty mạng xã hội phải chịu trách nhiệm nhiều hơn và không thể có hành động gọi là kiểm duyệt các cái quyền tự do ngôn luận. Đây là mục tiêu của Musk về mặt pháp lý. Tức là ổng tạo ra nhiều cơ sở trong 7 6 cái tập hồ sơ mà ổng tung ra đều là những cái hồ sơ cho thấy rõ ràng những cái sự xen vào cuộc bầu cử, xen vào cái uh, việc mà bức hại quyền tự do ngôn luận của người dân ở trên Twitter. Thưa quý vị, đây sẽ là những bằng chứng cho phía Đảng Cộng hòa khi kiểm soát lại hạ viện. Họ sẽ lập ra những quỹ ban để mà điều tra về từng cái hồ sơ một. Thứ nhất là cái uh, thái độ chuyên chế của những công ty về truyền thông xã hội, trong đó có Google, YouTube, Apple, rồi uh, Twitter, rồi uh, Facebook, Instagram. Họ sẽ áp dụng lại và họ sẽ điều tra toàn bộ và buộc tất cả những công ty này phải cung cấp tất cả những chứng từ mà họ nhận được trong cái giai đoạn năm 2020 cho tới bây giờ. Liên quan tới cái đại dịch, liên quan tới nguyên thủy của con siêu vi khuẩn, liên quan tới cái thuốc chủng ngừa cũng như liên quan tới những cái hồ sơ của Hunter Biden, cái laptop này. Thì quý vị, điều đầu tiên Elon Musk muốn là tạo một cơ sở về mặt pháp lý để cho các công ty này sẽ phải chịu trách nhiệm trước vấn đề pháp lý. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhất, tại vì tất cả những cái hồ sơ này là những hồ sơ đã được lưu trữ lại và bây giờ ổng đúc kết, ổng cho ra thành ta 6 tập. Có thể có tập 7, tập 8, tập 9, tập 10, cũng có thể có. Nhưng mà quý vị, ít nhất những tập hồ sơ này là những bằng chứng rõ ràng nhất khi mà những viên chức của FBI và các công ty mạng xã hội đã cấu kết như thế nào. Thì quý vị, nó sẽ là một trong những cuộc điều tra của Quốc hội. Và phía của Đảng Cộng hòa tuyên bố họ sẽ tống trác cho FBI sau khi mà họ thành lập một cái quỹ ban sau ngày 3 tây tháng giêng Thì quý vị, có nghĩa là họ ông Elmer đang tiếp tay để giám sát lại các công ty mạng xã hội. Thì quý vị đó là điều thứ nhất về mặt pháp lý. Điều thứ hai về mặt dư luận. Về mặt dư luận thì nó rơi vào cái vùng màu xám nhiều hơn. Bây giờ có nói cái gì đi nữa thì quý vị vẫn có dư luận hai chiều. Tức là binh và chống. Do đó chúng ta sẽ khó thấy được sự thật nằm ở đâu. Và những con người mà được xem là đạo đức nhân nghĩa nằm ở đâu. Do đó quý vị, Elon Musk đưa ra những cái quyết định bất ngờ. Có thể sẽ gây cho mọi người chân hững nhưng kết quả của những câu chuyện này là những cái mặt nạ đạo đức giả của những kẻ nắm quyền ở trên thế giới và ở tại Hoa Kỳ rơi mặt nạ. Đầu tiên hết quý vị còn nhớ Ocasio Conte. Thì quý vị Ocasio Conte khi mà lên tiếng trong việc mà ông Elmer đóng lại các cái chương mục của các ký giả thì ông Elmer nói they doxing me. Tức là họ đang tìm cách gọi là à, gây nguy hiểm cho ông. Và sau đó quý vị ổng đưa lên một cái một cái tweet mà trong đó cho thấy là okasokote đã phải mướn nhân viên an ninh bảo vệ cho mình khi mà bà ta thúc đẩy một số những cái chính sách mà đã kích đối với lại giới được xem là bảo thủ của hoa kỳ thì quý vị ổng đặt câu hỏi bà có quyền bảo vệ an ninh cho bà còn tôi thì sao quý vị cái mặt đạo đức giả của okasokote rớt xuống ngay Osha Conte đã không dám lên tiếng trong cái reply của ông Elon Musk. Rồi chưa hết quý vị, khi mà ông đóng băng tất cả những cái chương mục của một số ký giả cực tả. Thì quý vị, chủ tịch Ủy hội nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng ngay. Trong khi đó Trung Quốc nó bức hại tới ngọt thở thì không thấy lên tiếng. Trung Quốc nó bức hại những người ở tại Trung Quốc tức là họ sử dụng những cái uh, trang app để mà họ liên lạc với nhau trong các cuộc biểu tình. Và Apple chính là công ty đã tiếp tay cho nhà nước cộng sản Trung Quốc để bịt miệng người dân. Thì quý vị, ông chủ tịch này ngồi chơi ngó thôi, không lên tiếng đâu. Thì quý vị, chúng ta thấy rõ là cái lực lượng chính trị cánh tả nó đã được nằm ở trong tất cả các ban ngành ở trong cái cơ chế của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ. Ở trong tất cả những cái uh, sinh hoạt chính trị của âu châu và bây giờ nó hiện diện luôn trong cơ chế của liên hiệp quốc những cái trò đạo đức giả này quý vị đã thấy tôi gọi là đạo đức giả là bởi vì sao quý vị họ một chiều nếu họ chỉ trích cả hai chiều thì tôi coi là họ công bằng và họ xứng đáng ngồi ghế đó còn quý vị chỉ trích một chiều còn một bên thì im lặng còn một bên thì im lặng thì quý vị thấy rõ ràng đây là cái trò gọi là chính trị cánh tả nó đã thao túng rất nhiều nơi và Elon Musk đã thấy được cái tiềm năng nguy hiểm này cho nên thay vì là phải đi à, nói về những vấn đề đó để gây ra sự tranh cãi ông không cần nói ông làm ông chỉ cần một cái hành động mà gọi là bức hại đối với giới cánh tả thôi thì lập tức quý vị những nhân vật cánh tả lên tiếng ngay lên tiếng ngay và quý vị kết quả người ta nhìn ra thấy được cái sự đạo đức giả. Cái hay ở chỗ Elon Musk là ổng đưa ra cái vụ mà gọi là cấm các ký giả này cho quý vị. Thì ổng chừa cái ngõ bên Trung Quốc để coi coi đám này làm như thế nào. Thì quý vị y trang, y chang như dự đoán của, của, Elon Musk, đám này sẵn sàng im lặng trong những cái hồ sơ bất hại quyền ký giả ở tại Trung Quốc, ở tại uh, Bắc Hàn, ở tại Iran hay ở tại Việt Nam nhưng sẵn sàng lên tiếng trong vấn đề mà cái trang mạng twitter quý vị một cái chiêu của elon musk thôi đã lột được mặt nạ của những kẻ này xuống và cuối cùng quý vị trên mặt trận dư luận ông elon musk muốn cho mọi người thấy sự đạo đức giả trong chính trị sự đạo đức giả trong cái chính quyền liên bang và những cơ quan của chính quyền liên bang sự đạo đức giả của những kẻ mượn danh người dân để mà áp đặt một cái chế độ chuyên chế Và cuối cùng quý vị Ông đã thành công Ít nhất người dân và tất cả những người Mà chứng kiến trong 48 tiếng đồng hồ vừa qua Khi mà musk đưa ra những quyết định Gọi là cà tửng cà tửng Thậm chí ông nói luôn Tôi có cần phải từ chức Trong cái vai trò lãnh đạo của Twitter hay không 17.5 triệu người là bỏ phiếu 57.5% Ồ đồng ý Quý vị Nó lại lột mặt nạ một lần nữa Tại vì những kẻ đồng ý này là ai quý vị? Đa số, hoặc là mặc dù là follow ổng, nhưng đa số đều là những kẻ có khuynh hướng bảo vệ cho lực lượng chính trị cánh tả. Và những kẻ luôn có khuynh hướng thiên vị. Quý vị, nhưng nó cũng là một cái chiêu rất lợi hại của Elon Musk. Bởi vì khi mà FBI bị tung hồ sơ này ra, thì quý vị, khi mà tống trác mời, tống trác mời, họ sẽ mời người lãnh đạo công ty Twitter lên điều trần. Elon Musk không muốn lên quốc hội, do đó ông đưa ra cái này để có cớ, ông lui về phía sau điều khiển ở phía sau công ty Twitter. Nhưng cái người ra điều trần sẽ là người tổ, tân lãnh đạo của Twitter, tức là giám đốc điều hành của Twitter. Quý vậy một cái chiêu rất hay của Elon Musk để ông ta khỏi phải đối đầu với lực lượng cánh tả ở trên sàn quốc hội mà vẫn làm được việc của mình. Đương nhiên với cái nhìn của tôi, Elon Musk mục đích của ông ta là quân bình tất cả những khuynh hướng chính trị không để cho một bên nào lấn nước. giống như tôi đã từng nói quý vị có thể hôm nay elon musk đứng về phía bảo thủ giúp cho những người bảo thủ lấy lại cái sự quân bình nhưng nếu người bảo thủ mà tiếp tục lấn sân và có thế áp đảo thì chắc chắn elon musk sẽ đứng về những người cấp tiến để quân bình lại đó là cá tánh của elon musk ông ta muốn có sự dung hòa giữa các thế lực chính trị ông ta không muốn một phía nào lấn lướt và ông ta nhìn thấy rõ trong mấy năm nay gần như là chính trị cánh tả nó lấn lướt rất nhiều nó xâm nhập ở rất nhiều những cái định chế trên thế giới nó xâm nhập rất nhiều cái nền chính trị của âu châu nó xâm nhập rất nhiều cái nền chính trị và cái chính quyền liên bang của hoa kỳ và nó tạo ra một cái thế lực đe dọa tới cái quyền của người dân nó sắp sửa nó tạo ra nếu như mà không có những cái sự phanh phui này dần dần nó sẽ áp dụng những chế độ chuyên chế để nó siết chặt cái quyền của người dân để nó duy trì cái quyền lực và cái vị ông Elmer ông muốn chứng minh những lực lượng chính trị cánh tả đang là một cái copycat của đảng cộng sản tức là họ copy y trang cái chiêu thức của đảng cộng sản áp dụng với người dân có điều là họ vì là copycat cho nên họ tinh vi hơn họ tinh vi hơn họ che đậy bằng những ngôn ngữ rất đẹp nào là tin gây hoang mang nào là tin giả nào là tin nhiễu nào là tin định hướng sai lạc vân vân, Quý vị, y trang ngôn ngữ của Cộng sản Cộng sản khi mà nó kết án quý vị đó Nó cũng nói quý vị là à, Lợi dụng quyền tự do dân chủ Để đưa những cái tin gây hoang mang cho công chúng Thì bây giờ cái đám này cũng dùng cái disinformation và misinformation Để nó chụp mũ và nó chuyên chế Và nó sẵn sàng gọi là à, bích miệng quý vị Thì quý vị thấy rồi, chính quyền cho Biden đã đưa ra cái chiêu này Nhưng mà bị sự phản kháng khá mạnh cho nên chính quyền cho bên rút lại. Cái đơn vị disinformation của Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ là một trong những cái công cụ nó dùng để chuyên chế. Vì nó dùng cái này để nó buộc FBI là phải làm việc. Và FBI đã làm trong 2 năm qua. Tất cả những tiếng nói bảo thủ đều bị đóng đinh hết. Đều bị Twitter đóng hết chương mục của họ. Thậm chí là quý vị còn cấm vĩnh viễn luôn nữa. Thì quý vị một chiêu của elon musk đưa ra nó đã cho thấy tất cả cái uh, nó phơi bày tất cả những cái đầm lầy của một cái gọi là chính trị một chiều ở trong cái nền chính trường của hoa kỳ và kể cả trong tất cả những cái công ty mà nó chuyên về kỹ thuật chúng ta gọi là big tech nếu như lần này elon musk thành công đưa ra tất cả những cái hồ sơ nội bộ này mà đảng cộng hòa dùng làm cái uh, căn bản cái cơ sở để mở các cuộc điều trần. Thì quý vị nghĩ như thế nào với Google, YouTube và Facebook hay Instagram? Họ cũng sẽ bị tương tự. Không phải chỉ riêng của Twitter mà phía Đảng Cộng hòa đã bắn tiếng, các công ty truyền thông xã hội phải giữ lại tất cả những cái sự liên lạc của họ với lại cơ quan FBI để khi cần thiết là họ phải ra điều trần. Điều này cho thấy là Đảng Cộng hòa khi giám sát lại quốc hội thì quý vị tất cả những ủy ban gồm có ủy ban tình báo ủy ban giám sát và cải tổ ủy ban tư pháp họ sẽ làm việc và khi mà họ đã đưa ra kết luận rồi đó quý vị bộ tư pháp phải làm việc còn nếu như không thì quý vị những công ty này sẽ phải đối diện với một cái sự tu chính trong cái luật lệ truyền thông năm 1996 xét sinh 230 một là nó được tu chính lại để các công ty này phải chịu trách nhiệm nhiều hơn còn hai nó sẽ bị xóa bỏ cái session 230 tạo cơ hội cho cả triệu người nộp đơn kiện các công ty mạng xã hội. Tại vì xưa nay họ không kiện được bởi vì cái đạo luật đó. Họ bị bức hại, họ bị bịt miệng, họ bị giảm đi cái nguồn lợi tức hay tất cả những cái khác. Họ đều không thể lên tiếng và kiện được. Bởi vì cái đạo luật truyền thông năm năm 1996 gọi là Communication Decency Act. Trong đó có cái section 230 là không cho phép người thường được kiện những platform này. Thì quý vị, giờ phút này nếu như Đảng Cộng hòa đưa ra và thúc đẩy để bỏ phiếu thì quý vị chắc chắn là các công ty này sẽ không còn cái bình phong che đậy. Họ phải comply với quốc hội. Họ phải đáp ứng cái yêu cầu của quốc hội. Còn nếu không quý vị, họ sẽ bị giới hạn và Elon Musk chỉ là kẻ đưa hàng cho quốc hội làm việc mà thôi. Và Twitter chỉ là cái gì? cái chính là cuộc đối đầu giữa các công ty big tech và người dân. Và trong đó, chính phủ làm sao quân bình được quyền lực của người dân với lại các công ty big tech và ngược lại, quân bình quyền lực của các công ty big tech với người dân. Đây là cái vai trò cần phải làm của chính phủ và quốc hội. Và không để cho big tech có thái thái độ chuyên chế nhưng cũng không để cho người dân lấn lướt các công ty big tech. Quý vị đây là cuộc chiến quân bình quyền lực. Cuộc chiến quân bình quyền lực không để cho một phía nào có thể lấn lướt quyền lực cả. Và cái của Elon Musk muốn là sự quân bình cho mọi phía. Tôi nghĩ là như vậy. Tức là ông cố gắng làm sao để người dân có tiếng nói. Big Tech cũng có tiếng nói. Nhưng Big Tech không thể lạm dụng cái cái luật lệ bảo vệ cho mình. Để bức hại quyền của người dân. Thì quý vị đây và kể cả cái quyền lực của chính phủ cũng không thể xen vào các cái lĩnh vực kinh doanh đặc biệt là lãnh vực kỹ thuật giới hạn cái quyền lực của chính phủ quý vị đây là ý của Elon Musk muốn quân bình tất cả các cái quyền lực của người dân của Big Tech của chính phủ và điều này tôi nghĩ rằng mục tiêu của ông ta là điều này cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài phân tích này Phong sẽ trả lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.